sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng đi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi kinh mô tỷ chúng con từ hỡi sự cho đến hoàn thành điều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu, là đúng giờ lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Bé, 23 tuổi, bị tiểu đường hạng nặng, và Nguyễn Thị Lan Phương, 34 tuổi, bệnh vai, bệnh viêm tai giữa mãn tính. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho hai người bệnh nhân này. Cầu xin Chúa chúc lành cho ông chủ tịch chữ thập đỏ xã Long Hòa, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho ban diện trợ của chúng con, để mọi người chúng con có sức khỏe, phục vụ cho các bệnh nhân. Xin tất cả các bạn trên cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho hai bệnh nhân và cho đang chữa trị. Xin Chúa chúc phúc lành cho các bệnh nhân trên cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô chúc chúng con. Amen. Như cha và con. Xin chào ông chủ tịch nha. Làm sao ông biết ở đây mà ông đi? Trước khi ông đi, ông có biết ở đây không? Có hỏi ai không? Có hỏi trước khi ông đi đây, chủ tịch ủy ban có biết không? Không có trình với chủ tịch ủy ban nè. Mà cái quan trọng nhất là mình hội chữ thập đỏ là cứu người nha. Chữ thập đỏ là cứu người, cho nên vấn đề biết không quan trọng, biết không biết không quan trọng, vấn đề là chúng ta cứu người. Cho nên ông phải hiểu rõ chỗ này để ông có cơ hội giúp cho những người mình nha. Để do bởi ông khi ông đến đây, ông chủ tịch ủy ban chữ thập đỏ ông chưa có biết, thì trước khi ông về đó thì cha sẽ ký cho ông hai cái tờ đơn, gọi là hai cái tờ nhận bệnh đó, để ông làm cái tài liệu sau này ông chủ tịch ủy ban mà có hỏi đến đó, thì ông có cái nội dung, có cái bằng chứng để ông đi qua đây làm gì, hiểu không? Để người ta không còn khó không? Nha. Nhưng mà ông hãy tự tin ở chỗ này nè. Hội chữ thập đỏ là ở Việt Nam của chúng ta, hội chữ thập đỏ là Bác Hồ Chí Minh đã thành lập lên. Mà Bác Hồ thành lập nên hội chữ thập đỏ thì Bác Hồ dạy qua rất nhiều điều. Thứ nhất là chúng ta không có phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, thứ tộc hay là thứ tiếng. Coi như là khi chúng ta bước vào con đường hội thập đỏ thì chỉ cần người xung quanh ta, người ta phải đi cứu ngay. Sứ mệnh của người làm thập đỏ là cứu người, mà không phải cứu cái xã mình, mà phải cứu toàn nước, chứ không cứu đội xã, cứu toàn nước, toàn nhân. Đó là cái chức trách của người làm thập đỏ. Và cái chức trách của người làm thập đỏ là không phân biệt kẻ già người nghèo, cũng không phân biệt là nam nữ hay là BD hay là không BD, cũng không phân biệt là màu da quốc tịch, buộc chúng ta phải cứu người. Và đặc biệt cái chữ thập đỏ nữa là chúng ta không có làm chức vụ, chúng ta đặc biệt là nói chuyện cho dễ nhỉ. Chúng ta làm một chữ thập đỏ thì chúng ta không đủ công việc. Chúng ta không được phân biệt ở chỗ là chính trị hay là không, chúng ta không làm chính trị ở đây. Và chúng ta làm một chữ thập đỏ thì cái tiên quyết chúng ta phải làm là cứu người. Vì thế ông chủ tịch ủy ban họ có biết hay không biết thì nó không quan trọng. Cái quan trọng là ông thể hiện được cái sứ mệnh của người thập đỏ là cứu người, là không phân biệt, là trung lập, có nghĩa là không phân biệt ai. Đó là cái chiến mạng của người làm thập đỏ. Và cái tiếng gọi của Hồ Chí Minh là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Vì thế tất cả những điều này thì ông làm bên chính quyền thì ông làm hết rồi. Thực ra ông cha nghe nói rằng là cái bệnh nhân tiểu đường thì đã ở đây lâu rồi phải không?
Ở đây mấy ngày được không? À, không cho, mà thứ năm thì tứ. Mà sao tới hôm nay con mới được nhận được? Ủa rồi chú này ở đâu mà tới ký được? Ở xã, ở cái thủ con thì tìm mận ở xa. Thủ là thủ ở Long Hoàng. Long Hoàng. Dạ. Đông Hoàng. Con đi mận ở đâu? Đi mận ở Đất Nông. Đất Nông này con khá bệnh thì con mới hay. Dạ, con sao con không ở nhà con đi tìm mận mà con chờ cái gì? Nó cũng đâu có biết. Hai chị em ở bên đó hết rồi. Con đi tìm từ đầu tên tới đầu dưới xong rồi con ra gặp. Khi đi tìm đến anh chị Thập Đỏ thì em trả lời làm sao? Thì anh giúp dùm cũng được. Đấy, đó. Đó là sứ mệnh của người làm Thập Đỏ. Ngày hôm qua ông làm chủ tịch chữ Thập Đỏ thì thì ông làm trên tinh thần là chủ tịch chữ Thập Đỏ. Còn hôm nay ông làm chủ tịch chữ Thập Đỏ mà không cúng người, mà cụ thể của chữ Thập Đỏ là cúng người. Cho nên cái lòng tin của người dân nó rất lớn. Cho nên ông phải trân trọng cái chức vụ của ông nhé. Trân trọng cái chức vụ là cúng người. Cho nên khi ông đi qua đây có ngán không? Không, đây tự bản qua chỗ Mỹ Long lên đây. Đi đường gần hay nó có mấy chục cây số mà không? Chạy qua Mỹ Long rồi chạy vòng lên đây. Mỹ Long lên đây có 10 cây số mà. Thử ra. Cái này là trong tỉnh nhà. Cha ở đây là cha ở tỉnh Đình Vinh. Thì ông cũng thuộc tỉnh Đình Vinh. Thì tất cả chúng ta cùng tỉnh nhà. Cho nên chúng ta phải cố gắng cứu người trong tỉnh nhà nha. Phải cố gắng cứu tới cùng. Đó là những cái để nhắc nhở ông trước nha. Để ông cố gắng sau này ông chạy về quê hương ông. Ông còn cứu nhiều người nữa chứ không dừng lại hai người này nha. Bây giờ cha nói tiếp về cái người bệnh của con. Dựng vào hồ sơ bệnh án của con thì con mới 23 tuổi thôi. Con có gia đình chưa? Dạ, 5 tuổi. Hả? Con 2 năm tuổi. Con 5 tuổi rồi, con được mấy đứa con? Dạ, con lớn. Chồng con làm nghề gì? Dạ, con 2 năm rồi. Thôi mấy năm rồi? Dạ, 3 năm rồi. 3-4 năm rồi. Năm nay con 23 tuổi, như vậy là con có chồng hồi lúc mà 18 tuổi. Phải không nào? Cái bệnh tiểu đường của con hiện giờ là nặng nhất. Ở trong cái xét nghiệm máu đó là tiểu đường người ta từ 6 chấm đến 8 chấm phải không? 3.9 đến 6.4. Đó là lý tưởng. Tức là người không có tiểu đường. Từ 3 chấm đến 6 chấm. Đại khái vậy ha. 3.9 đến 6.4 đó là người không có tiểu đường. Tức là cái lý tưởng của mình. Cái lý tưởng đường trong người mình là lý tưởng tốt nhất. Là con không được gì hết. Nhưng mà hiện nay cái tiểu đường của con là 27 chấm nè. 3 chấm đến 6 chấm là trung bình là người thống bệnh. Từ 6 chấm đến 27 chấm con nghĩ là bao nhiêu chấm? 20 chấm. Cái tiểu đường của con nó nhiều cái ngưỡng là 20 lần như vậy. Hiện bây giờ nếu như cái tiểu đường của con mà không trị là con sẽ bị mù hai mắt. Nha, hai mắt con bị mờ chưa? Mờ nhiều chưa? Và nếu con để chậm chút nữa thì có khả năng nó sẽ khi mà con bị thương tật gì đó thì khi con đến bệnh viện ta sẽ hút mắt. Nha, bởi vì cái tiểu đường của con nó đã lên tới mắt là 27 chấm rồi con. Nhưng mà nhìn vào hồ sơ của con thì cha khuyên con 2 triệu. Cha thấy có cơ hội cứu con 2 triệu. Cơ hội thứ nhất là con còn trẻ. Cái sức khỏe của con nó sẽ giúp cho con vượt qua được cái bệnh này nha. Điểm thứ hai mà cha thấy có cơ hội giúp con đó là con có một đứa con. Con phải ráng sống để con nuôi nó. Cho nên đây là hai cái cơ hội mà cha thấy dễ dàng cứu con đó. Con có công nhận điều này không? Con có quyết tâm sống để cứu mẹ, để nuôi con của con không? Đó. Rồi hơn nữa con mới 23 tuổi thôi. Do vậy mà cái tuổi con đó, nó cái tuổi này sức khỏe mạnh lắm. Vậy bây giờ cha có một lời khuyên chân thành với con là con phải đi theo cái phác đồ. Phác đồ mà ban điện chảy này sẽ giúp con. Nha. Không ra con ở nhà bọn một tuần rồi con có ăn cháo trắng không? Dạ không, nó ăn gì? Dạ có ăn cơm. Ra tiệm ăn phải không? Ra tiệm có ăn cơm với gì? Đó. Do bởi con ăn lung tung đó. Cho nên cái đường con không hết được nha.
Vậy cha nói với con rằng là cái tiểu đường của con là dồn vô cái bệnh án con là sợ liền. Coi như là bác sĩ chỉ chữa cho con giảm đau thôi chứ không bao giờ thuốc tây không bao giờ chữa hết không, chỉ có thuốc nam và dịch và hai cái điều kiện đó mà cha vừa nói đó là tuổi trẻ có sức khỏe lướt qua, thứ hai là có cái lòng tin là để sống để nuôi con, thì hai cái điều này cha tin tưởng rằng con sẽ giữ phác đồ cho đúng nha, con giữ phác đồ cho đúng để cứu được con, thì khi cứu được con nó cứu được con nghe con nghe. À, còn một bệnh nhân nữa là Nguyễn Lan Phương con á, con với Nguyễn thì bé là hai chị em không? Hai chị em ruột luôn đó hả? À, đây là mẹ ruột. À, thì vậy hai đứa con bị bệnh ai luôn? À, tức là hai chị em của con phải có một người luôn nhé, ở chung phòng trọ phải không? Phải có một người luôn cho mới chữa bệnh nha, còn nếu không có một người chữa nha, chắc chắn có người nuôi không? À, phải ở nhà nuôi con cho đàng hoàng mới đi đắt nông nha. Hết bệnh rồi mới đi đâu đi, mình con mình đẻ ra tới đây mà mình không lo được nữa thì ai lo được đó nè. À, bệnh của Nguyễn Lan Phương con năm nay 34 tuổi, con có gia đình chưa? À, con được mấy đứa con? Dạ, một đứa. À, chồng con làm gì? Dạ, chồng con bỏ con ngay mấy năm. Hai đứa con chồng bỏ ra hả? Dạ. À, thôi thiệt hết. Dạ, không nổi, không bỏ. Vậy con bệnh đi nó tan trước cho chồng chửi, không đuổi đi luôn. Chồng không chửi đuổi đi luôn? Dạ. À, chồng con người xứ đó luôn? Dạ. À, chồng con người đâu? Dạ, đây. Người ở đây là tỉnh này, ở ấp Trường Lớn này nè. Dạ, không, ở ấp Xuân Chùa. Ấp Xuân Chùa là cũng ở Long Hoàng luôn. Ở Long Toàn. Ở Long Toàn. Dạ, Long Toàn. Long Toàn là ở Duy Hải đó hả? Long Toàn, Long Vĩnh. À, Long Vĩnh. Thôi thì bây giờ cha có một lời khuyên chân thành với tụi con như thế này. Dạ. Nha. À, tụi con hãy trị cho hết bệnh cái đã. Dạ. Rồi cái lý tưởng còn lại là nuôi con. Dạ. Nha. Còn sau này mà tụi con có lập gia đình chăng nữa thì điều đó cũng không khó với tụi con đâu. Nhưng để tụi con bước thêm một bước nữa hay gì đó thì tụi con phải chữa hết bệnh cái này nha. Ở nhà tụi con làm nghề gì? Dạ, con ba lúc trước con bán vé số, còn lúc này con ra mẹ con với em. Ra mẹ con? Dạ. Với em con? Dạ. Rồi con làm nghề gì? Con bệnh, con đau rồi. Rồi gia đình con anh em đông không? Dạ, cả con là được 6 người. 6 người, hiện giờ có ai chưa có gia đình không? Hai người em trai nữa, hai người em trai có làm ra tiền không? Làm đủ sống. Nhà con đất đai đông nhiều không? Mẹ con nè, mẹ con đi làm ở đất nông. Dạ. Đi làm gì ngoài đó? À, muốn để chồng mì, chồng thay. Rồi ông chồng có đi theo không? Chồng ông ở bên trong bà, ông cũng đi ra đất nông làm, ông làm riêng con. Cũng là ly thân nữa. Dạ. Rồi, nên con thì phát biết luôn rồi. Bây giờ thôi thì bây giờ cái quá khứ mình đau khổ cực quá, quá khứ nó qua rồi, không sao thay đổi được. Cha nghe, cha nói cho con nghe, quá khứ đã qua, không sao thay đổi được. Tương lai chưa tới, chúng ta không chờ, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ sống giây phút hiện tại. Nha. Sống giây phút hiện tại là ban nhiệm trận sẽ cứu mạng của con. Nhưng mà khi tụi con đến đây được cứu mạng thì tụi con học phải tính tiền. Tụi con không phải trả tiền nha. Hoàn cảnh của tụi con khổ quá trời khổ. Như thế này thì ông chủ tịch chữ thập đỏ không dẫn đi nữa rồi. Bắt ông cuốn xuống bánh kia để ông làm chủ tịch làm gì, phải không? Cũng báo với cha này nói chung á. Thì ở chỗ đất này cũng gần xã nha. Không hay. Không hay, không biết. Không hay đâu. Có nghĩa là chi hội chữ thập đỏ của ấp biết, nhưng mà không báo lên đâu. Báo vậy là không báo. Ngày hôm qua đang họp tập trung, có nghĩa là mời các cái chi hội trưởng để họp để chuẩn bị cho tổng kết năm. Rồi chị vô chỉ báo tình hình nói vậy. Rồi con nói thôi vậy mời đi. Ban đầu từ hôm nay trở đi là ông thấy hoàn cảnh của người ta như thế này.
mai là tôi tranh thủ thời gian thì đi qua đây. Không phải gì, ông làm việc lại với mấy ông chi hội trưởng mà chưa thật là áp à. Có người bệnh thì ông phải báo lên cho tôi nha. Ông con bây giờ những người này đâu phải là những người già đó, trẻ khỏe, nhưng mà mạng sống của người ta đâu có dễ lấy đi được, phải không? Ông dễ chết được. Thế nào sẽ có ngày sẽ có người cứu tụi con. Thì hôm nay tụi con được vô cái cửa này là cửa sinh phục sinh. Chắc chắn là hồi nãy cha nói thầy Thanh đó, là cái bệnh của con đó không cần phải chữa. Nhưng mà thôi thì hỏi kỹ là hai chị em ruột, mà đứa nào cũng chồng bỏ chồng chê hết rồi, thôi thì cứu luôn. Thì cái bệnh của con là mau hết, thấy không? Trong tương lai thì cha sẽ kết hợp với tây y. Ví dụ như cha cho tụi con uống thuốc nam thời gian, mà nếu mà cha thấy ổn rồi cha cho con lên bác sĩ Dũng để khám cho con uống thuốc tây vài bữa hết rồi, thì tự động cái lỗ tai bên trái con nó còn nhức, không còn chảy mũ trong đó nữa nha. Dĩ nhiên thì cha đưa con lên đó thì cha sẽ cho con tiền luôn, chứ con cũng phải trả tiền nha. Ai cũng vậy, chứ không phải mình con, nghe không? Không phải con nghèo mà cha mới cho, nhưng mà ai vô đây được khám bệnh thì cha làm như vậy nha. Nhưng mà cha nhìn thấy cái bệnh của con thì nó cũng lớn, do vậy mà thôi thì lỡ cứu em con thì cứu con luôn nha. Thì cứu em con mà bỏ con chắc con việc khóc tối ngày sáng đêm ha. Thôi thì cứu em con thì nhân tiện nó cứu con, nhưng mà cứu con thì thời gian thôi nha. Để cha cho con đi uống thuốc tây thì tự động con sẽ hết được, đúng. Con có nhiều bạn con đã không chết, bỏ con đi bỏ ba mẹ khóc hoài. Thì bây giờ con hết chết rồi nha. Bây giờ con sẽ cố gắng con sống lại để con nuôi con của con nha, nuôi cho nó lên người, rồi sau đó con có chết cũng không thành đi đề, thấy không ha? Phải cố gắng nha. Riêng về tụi con đó thì do bởi tụi con ăn sai thức ăn cho nên tụi con mới bệnh nha. Dạ con không phải chị nha, con bây giờ con phải ăn, sau này con phải ăn, nhưng mà con không được ăn động vật nữa, bởi vì động vật nó không phải thức ăn của con, cho nên con mới bệnh. Con nhờ con ăn vậy đó mà cái bệnh của con không làm cho con xúc cân. Nhờ con ăn như thế đó, thì như cha nói với thầy Thanh là thấy bệnh con chữa lại nha, không có lâu đâu, để chữa thuốc nam thời gian này quay qua thuốc tây con là sẽ hết nghe. Nhưng mà khi quay qua thuốc tây là đưa con lên bác sĩ, chứ không phải ở đây, ở đây không cho thuốc tây. Nhưng mà khi đưa lên bác sĩ thì cha sẽ cho con tiền uống nha, để cho con hết bệnh con về, con khỏi làm khổ cha, phải không? Khỏi làm khổ chủ tịch nữa ha. Con cũng vậy nha. Cha không nói thời gian cho con hết bệnh, vì cái bệnh của con mà ai thấy cũng chạy ra, nó cao hơn ta 20 chấm lên con nha. Nhưng mà cha mong rằng đó là điều tụi con hết bệnh, đến ngày tụi con hết bệnh, tụi con sẽ không bệnh nữa với điều kiện tụi con phải ăn chay. Ngày hôm nay tụi con nói với cha, với ban viện trưởng, với anh chủ tịch như thế nào thì ngày mai này tụi con phải ráng làm nha. Hết bệnh được ăn cơm hả cha? Hả? Hết bệnh mới được ăn cơm, còn bây giờ được ăn cháo. Còn hết bệnh mới được ăn cơm nha. Dạ, được ăn rau thôi chị. Được ăn rau, được ăn mọi thứ, nhưng mà không ăn con động vật. Vì con động vật nó mới làm cho con bệnh nha. Con động vật nó mới làm cho con bệnh, con động vật nó mới làm cho cái tai con điếc nha. Cho nên sau này hết bệnh thì cha khuyên thôi, cha khuyên tụi con không nên ăn con động vật nữa, bởi vì con động vật không phải là thức ăn cho con nha. Rồi không phải con luôn ăn, mà con phải tập cho con cái mình luôn ăn được, để nó không theo cái vết xe đổ cũ, con hiểu không? Tụi con còn trẻ lắm, tụi con phải cố gắng sống dài hơn, sống 50-70 năm nữa rồi mình anh già mình đã bỏ xứ đi, bỏ thế gian mình đi nha. Cố gắng nha, đó là những điều trong phương chân thành nhất nha. Tụi con vô đây một tuần lễ, tụi con thấy người ta hết bệnh nhiều không? Dạ cũng nhiều. Cũng nhiều đấy, mà bệnh nặng không à, phải không? Tôi cũng thấy có cái hy vọng nhiều rồi, phải không nè? Mình thấy mình có hy vọng nhiều rồi. Thôi thì bây giờ là cha cũng không
những cái đạo lý này, những cái lời lẽ mà cha đã nói quá nhiều rồi. Sau này tụi con có cơ hội tụi con lên mạng nghe con gì cha giảng nha. Hồi đó giờ có nghe cha giảng chưa? Dạ có. Qua bên nhà trọ có nghe không? Ừ, ít khi nào được nghe lắm. Thì bây giờ hôm nay thì cha không giảng cho tụi con nhiều nữa, cha chỉ nói cho tụi con hiểu được cái bệnh tình thôi nha. Rồi tụi con về bên nhà trọ, tụi con trị bệnh, tụi con ở trong phòng, tụi con cầu nguyện cho ông chủ tịch chữ thập đỏ nha, cầu nguyện cho cha mẹ con, cầu nguyện cho con cái con, cầu nguyện cho ban điều chẩn, cầu nguyện cho tất cả mọi người nha, chứ không phải vì những người này, tất cả mọi người nha. Thì cái lời cầu nguyện của tụi con đó, Thiên Chúa sẽ đón nhận, Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho tụi con nha. Với thuốc thay ở đây, với ban điều chẩn ở đây sẽ cố gắng chữa trị cho tụi con nha. Cha nhắc tụi con thêm, ngày hôm nay con bệnh không ai cứu con hết, nhưng mà còn chủ tịch này đi cứu con. Thì sau này tụi con về, tụi con ráng cố gắng nghe lời nhé, nghe lời chủ tịch, ông dạy bảo mình sống cho nên người tốt nha. Đó là điều, đó là điều quan trọng nhé. Rồi nhớ đời đơn đáp nải cho cuộc sao con cho ta. Đời đơn theo kiểu là mình đừng làm bậy, mình đừng cứ đi thề nói tục quậy làm bị sốt, đó là đời đơn đó con, chứ ông cũng cần quà khác của con đâu. Phải nhận làm chủ tịch, ổng mong tụi con là sống tốt nha, chứ không phải ổng mong tụi con đời bằng quà. Đối với ổng không cần quà đâu, nhưng mà ổng cần tụi con sống tốt nha. Giống như cha và bao nhiêu chẳng ra gì, sau này tụi con hết bệnh cũng đời đơn gì cả, nhưng mà cha cần tụi con về bệnh có một cuộc sống bình yên, sống không có ăn động vật, để không phạm tội, để không bệnh tật. Đó là cái mong mỏi của cha. Những điều cha nói ngày hôm nay tụi con ráng ghi nhớ nha, ráng ghi nhớ để rồi mình sau khi mình hết bệnh rồi mình sẽ sống dài hơn, mình sống hạnh phúc hơn, mình sống hơn, vui vẻ hơn. Thì đó là những điều cha nhắc nhở tụi con như vậy. Thì sau khi mà tụi con đi vào khám bệnh thì tụi con có son đầu gì chưa? Có nhiêu đó thôi, bếp ga để mà nấu thuốc thôi, với cái ấm sắc thuốc nha, cái ấm sắc thuốc là đủ rồi, với tiền phòng thôi nha. Rồi tụi con chị em với tụi con ở chung phòng, rồi nhắc nhở nhau nha, nhắc nhở nhau để mà trị bệnh cho đầu nha, trị bệnh cho nó xong. À, bây giờ tụi con trị bệnh thì tụi con phải ký giấy vô. Thứ nhất là tụi con ký vô cái giấy là trị bệnh không tốn tiền. Thì khi con ký vào những giấy đó thì khi con trị bệnh con cũng phải trả tiền. Còn nếu con không ký vào những giấy đó thì con trị bệnh con phải trả tiền nha. Vậy ký vô nha. Rồi tụi con phải, hai chị em ký nha, hai chị em ký vào những giấy này. Hả? Không biết chữ thì ký thôi, không biết chữ con ký thì sao cũng được, miễn là con ký nha. Chỉ là hai chị ký. Là như đó được, ví dụ như đó là tấp lần đầu tới tấp lần nay tới xong. Rồi đây là cái đơn khám chữa bệnh miễn phí, tụi con mừng không? Khám không phải trả tiền nhé. Chừng nào tụi con được cái đơn này tụi con mới được nhận bệnh nha. Được cái đơn này là tụi con mới vinh quang vô cùng, khám không phải tốn tiền. Và tất cả ban điều chẩn đây sẽ đưa đi tới đi luôn thì tụi con không phải trả tiền. Ví dụ như cần tụi con đi Tây Y thì tụi con đi Tây Y người ta trả tiền cho nha. Tiếp theo con ơi, ngày hôm nay ấy, là không biết cái sự sống và sự chết của con người nó như thế nào. Đâu có
biết là ngủ đi tới sáng mình sống hay chết, phải không con? Cha cũng vậy, ông chủ tịch đồng ý không? Cho nên trước khi con khám, con ký giấy xác nhận là lỡ con chết trong trạng thái thưa kỳ, con hiểu không? Bé hiểu không bé? Vì nếu con không ký vào đây thì ở đây không dám chữa bệnh cho con. Rủi đêm tới sáng không đúng gió chết meo rồi, thưa chủ tịch, thưa cha, thưa con chẳng đâu ai gỡ từng không? Con hiểu không? Con đồng ý không? Đồng ý ký không? Đồng ý ký mới được nha, lòng con phải đồng ý mới chữa bệnh được nha con. Cái lòng của mình đồng ý mới được nha. Thì sau khi ký vào đây thì có cha, có ba vị trưởng ký hết, con chủ tịch ký, có con má con ký vô, ký để mà làm chứng tất cả mọi người, để lỡ con có chết con cũng thưa kiện được nha. Tuy là mình nói vậy chứ cuộc đời nó không biết xảy ra cái sự khó nè, con hiểu không? Con chủ tịch hiểu không? Rồi là có bởi vì con chết con thưa hết mọi người đi ở tù càng kiếm lắm nha. Con nói giờ con còn con mòn con thưa con lại chết luôn nha, vậy thì con phải ký vô đây nha. Dĩ nhiên ở đây cho chữa bệnh cho con thì cha không mong mỏi con chết đâu nha, cha chỉ mong mỏi con được sống nha. Nhưng mà thế gian bây giờ nó lộn xộn lắm con, nó nói với mình vậy nhưng mà lát nữa nó đi thưa mình lớn được nha, thì tụi con phải ký vô đây. Khi ký tên làm giấy như vậy thì mới chắc ăn là mình chữa bệnh nghe con. Cho nên thôi là ở con người con thương lắm cái này, chết lắm này. Cha đi ở tù sao quốc cũng chủ tịch đi ở tù nữa nghe con. Còn ký luôn nữa, ký luôn rồi thì chứng nhận chủ tịch.
đi hết rồi. Rồi, đây là cái bộ hồ sơ, đây là bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất nha, hồ sơ hoàn chỉnh nhất cho tụi con nha. Rồi sẽ gửi lại cho chủ tịch một hồ sơ tất cả mọi người cùng nhau để ký tên để mình đưa vào hoạt động hết rồi nha. Để chúng ta cố gắng là chữa trị nha con nha. Chút nữa quý thầy sẽ ghi cái nội dung của con này thì giao vào trong chủ tịch bản nha. Để ông Diệm làm bằng chứng nha, chủ tịch nha. Ông ở tỉnh nhà phải không nè? Mình ở tỉnh Trà Vinh mình mà. Chưa đến đâu. Không, nhưng mà ông làm chủ tịch ở tỉnh nhà này, phải không? Ông là người gốc Vĩnh Long ha. Rồi, như vậy chứ con có ý kiến gì không? Con có ý kiến gì không? Rồi, ông chủ tịch có ý kiến gì không? Chung là người cha như ai gì chẳng nói chung thì hiện nay tôi cũng muốn làm nên là chỉ có nhà chị những vai biết cha mà biết ai gì chẳng thì nói chung thì đây cũng là hội viên hội chữ thập đỏ cho nên là có cái này cũng như xin cho thầy những ông cha và ban điện hội chẳng để giúp đỡ và chữa bệnh cho rồi, cảm ơn con nhiều lắm nha, mình đứng lên đọc kinh nha. Cha và con sáng danh đức Chúa Cha, con hay là con trước vô cùng cha đi nhà. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu đã nghe lời chúng con khấn nguyện, xin Chúa Giêsu chữa lành cho hai người chị em chúng con. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con, Amen. Cha và con. Bây giờ ông chủ tịch dẫn hai người bệnh nhân vô phòng để các thầy trị bệnh một lần xong xuôi cảm hết trách nhiệm nha. Dẫn ta vô tới phòng.